Hàng nghìn cổ động viên Indonesia đổ về sân Mỹ Đình, báo hiệu sức nóng khủng khiếp của trận đấu. Theo lịch thi đấu AFF Cup 2022, trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indo sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 9 tháng 1. Thế nhưng ngay từ chiều ngày hôm nay, rất đông người hâm mộ Indo đã có mặt trước sân vận động để theo dõi trận đấu giữa hai đội. Hàng nghìn cổ động viên Indonesia đã tập trung với nhau và tạo ra một bầu không khí rất cuồng nhiệt ngay từ bên ngoài sân vận động. Tuy nhiên, ngoài điều đó ra thì họ còn mang tới Hà Nội những hình ảnh hết sức xấu xí. Cụ thể, rất nhiều khán giả Indo mang theo hình ảnh mùi xấu và chửi bới, bêu rếu Đoàn Văn Hậu liên tục bị quay phim và có những hành động ngay trước sân vận động Mỹ Đình để đăng tải lên mạng xã hội. Mặc dù ở Việt Nam nhưng mà người hâm mộ Indo vẫn chứng nào tật nấy, vẫn không biết kiêng dè và có những hành vi khó chấp nhận được. Khán giả Đông Nam Á chứng kiến hình ảnh này được chuyên trang Football Asian đăng tải đã lắc đầu ngao ngán. Trận này có thể sẽ xảy ra xô xát nếu Indo tua cầu thủ và người hâm mộ của họ sẵn sàng lao vào Việt Nam. Một người hâm mộ khác thì cẩn thận. Nếu tôi ở Việt Nam thì chắc chắn tôi sẽ đi xem trận đấu này để cảm nhận không khí rực lửa của trận đấu và chắc chắn với một bầu không khí ngột ngạt. Và quả thực là đúng như khán giả khu vực nhận xét, trận đấu tối nay chắc chắn sẽ rất nóng bởi tính chất của trận đấu cũng như là sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp bất lợi nếu như mà hòa có bàn thắng, Indo sẽ là đội đi tiếp. Tuy nhiên, ở trận sân nhà thì không ai tin Indo có thể làm nên chuyện. Theo thống kê của chuyên trang 11, đội tuyển Việt Nam đã tiếp đón đội tuyển Indo 13 lần trong quá khứ. Tính riêng cấp độ đội tuyển quốc gia thì kết quả đang nghiêng về các chiến binh sao vàng với 5 chiến thắng, 4 hòa và 2 trận thua. Đáng chú ý, lần gần nhất đội tuyển Việt Nam thua đội tuyển Indo trên sân Mỹ Đình đã cách đây 19 năm. Ở trận đấu đó, đội chủ nhà đã thua 0-3 với 3 bàn thua ngay trong hiệp 1. Thất bại nặng nề này khiến cho đội tuyển Việt Nam bị loại từ vòng bảng AFF Cup 2004. Kể từ đó đến nay, đội tuyển Việt Nam đã tiếp đón đội tuyển Indonesia thêm 5 lần và bất bại cả 5 trận. Lần gần nhất diễn ra vào tháng 6 năm ngoái tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đã vùi dập đội bóng xứ sở Phật đảo với tỷ số là 4-0 nhờ các bàn thắng của Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng và Văn Thanh. Đây là thời điểm đội tuyển Indonesia đã được huấn luyện viên Shin dẫn dắt nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đột phá. Trong cuộc so tài giữa hai đội ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 tối nay, đội tuyển Việt Nam vẫn còn có 3 ngôi sao là Tiến Linh, Quang Hải và Văn Thanh. Chỉ duy nhất Công Phượng vắng mặt. Một thống kê khác cũng ủng hộ đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tối nay. Trong 5 lần dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã có 8 trận với đối thủ Đông Nam Á tại Mỹ Đình và bất bại. Báo chí Indonesia đã cảnh báo các học trò của ông Shin Tae-jung phải trả giá đắt nếu như mà lãng phí cơ hội và thừa nhận đội tuyển Việt Nam là một trong những đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Bằng chứng thuyết phục ở AFF Cup là Việt Nam đã 2 lần vô địch cộng với 12 lần vào bán kết sau 14 lần tổ chức giải đấu. Hơn nữa, HLV Park Hang-seo đã rất lão luyện, am hiểu đối với đối thủ sau hơn 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và đang rất khát khao có một cuộc chia tay đẹp đẽ với học trò. Đối đầu với Indonesia, nhiều khả năng ông Park sẽ cân nhắc và phát huy được những yếu tố thuận lợi nhất của học trò. Dù là không thắng ở trận bán kết lượt đi trên sân Gelora Bung Karno, đội tuyển Việt Nam vẫn đạt mục tiêu khi mà cầm hòa không bàn thắng, trời dưới sức ép của hàng chục ngàn cổ động viên Indo. Không phải vô cớ mà đội tuyển Việt Nam chọn lối chơi thận trọng và có xu hướng đẩy cao các cầu thủ Indonesia dạt biên, chưa kể với những pha vào bóng để làm chủ trận đối phương. Một kết quả hòa ở sân khách không tồi vì nó nằm trong phương án của Thái Bắc. Indonesia rất cảnh giác đội chủ nhà Việt Nam khi mà có một vũ khí bí mật không được tung ra, đó chính là Văn Quyết. Đó có thể là mối nguy hại mà họ cần phải thận trọng. Văn Quyết từng đóng vai trò quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Khi được gọi trở về đội tuyển với tư thế là cầu thủ xuất sắc nhất V-League thì anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong khoảng thời gian vòng bảng, cầu thủ 31 tuổi này có 10 cơ hội sau 4 trận chưa ghi được bàn. Tuy nhiên, anh kinh nghiệm và Văn Quyết thì có một sự cần thiết cho đồng đội. Nếu như mà góp mặt ở HLV, anh có thể trở thành một đầu tàu cho hàng công của Việt Nam. Văn Quyết cũng là gương mặt quen thuộc với các thủy thủ của Indonesia. Tiếc là không chơi ở trận bán kết lượt đi, ông Park đã tung tiền đạo Tuấn Hải thay Tiến Linh trong hiệp 2 vì cần hỗ trợ phòng ngự để thua trên sân khách. Cách đây 7 năm, Văn Quyết từng góp mặt trong thành phần của đội tuyển Việt Nam đấu với Indonesia ở bán kết lượt về AFF Cup 2016. Ngoài bí quyết chiến thuật của Park Hang-seo với các chân sút lão luyện Văn Quyết, đội chủ sân Mỹ Đình có lợi thế về thời tiết và khung giờ thi đấu. Những ngày đầu se lạnh, nhiệt độ ở Hà Nội dao động từ 14 đến 24 độ C. Với đặc điểm này, các trận đấu diễn ra vào buổi tối thì sẽ quen thuộc và chắc chắn trời giá lạnh là một thử thách cho Indonesia. HLV Shin mong muốn giúp cho các cầu thủ Indonesia có một trận thắng ở sân Mỹ Đình. Với trận hòa 0-0 lượt đi thì tờ Bola cho rằng kết quả này chắc chắn không có lợi cho đội tuyển Indonesia.
Vì vậy, đội bóng của ông Shin thì cần phải giành chiến thắng trong trận lượt về. Trên thực tế, với việc áp dụng luận bàn thắng sân khách ở AFF Cup 2022, Indonesia chỉ cần hòa có tỷ số trước Việt Nam là vào chung kết, nhưng mục tiêu chính của Indo là tất nhiên phải giành chiến thắng. Nhiều thành viên của đội tuyển Indo đã tự động viên mình với ý tưởng đến với sân Mỹ Đình vào đêm ngày 9 tháng 1, giành vé chơi chung kết AFF Cup 2022 sau trận lượt đi bán kết ở sân nhà Bungkarno và không thể phá lưới thủ môn Văn Lâm. Giới hâm mộ bóng đá Indonesia cho rằng, chủ nhà Việt Nam gặp bất lợi ở cuộc tái đấu nếu như mà hòa có tỷ số trong 90 phút. Đội khách Indonesia đưa ra lý thuyết giúp họ chiếm thế thượng phong khi mà AFF Cup 2022 vẫn áp dụng theo luật bàn thắng trên sân khách, nhưng thực tế đang rất lo ngại. Trong khi đó, ông Park Hang-seo tự tin với đối thủ trong suốt 450 phút chưa bị thủng lưới và khao khát có một món quà chia tay đẹp với người hâm mộ. Ở trận đấu này sẽ rất quan trọng và có nhiều ý nghĩa với bản thân tôi. Hợp đồng của tôi kết thúc sau AFF Cup 2022. Nếu thua Indonesia, đây sẽ là trận cuối cùng của tôi. Còn nếu thắng thì tôi sẽ có 2 trận vào chung kết nữa. Ông Park chia sẻ. Còn đồng nghiệp huấn luyện viên Shin Tae-jung Indonesia thì không muốn trận đấu với Việt Nam phải kết thúc bằng hiệp phụ hay đào vào loạt sút luân lưu may rủi. Nhà cầm quân đến từ Hàn Quốc yêu cầu các tuyển thủ Indonesia phải thắng đội chủ sân Mỹ Đình trong thời gian thi đấu 90 phút. Ông Shin bày tỏ, tôi đồng ý là đội tuyển Việt Nam đã tổ chức phòng ngự tốt trong trận bán kết lượt đi, nhưng chúng tôi ở đây để chiến thắng và các cầu thủ Indo có sự chuẩn bị tốt nhất. Tuy nhiên, cái khó của đối khách nếu muốn giành quyền vào trận chung kết là không được phép phung phí cơ hội. Bán kết lượt đi, Indo đã bị cầm hòa không bàn thắng sau nhiều cơ hội đã bỏ qua. Riêng thế trận thì Việt Nam chọn chơi là phong cách thận trọng với những pha phối hợp ngắn nhuyễn nhuyễn và hàng thủ thì cần phải chặt chẽ để không để thua. Huấn luyện viên Shin Tae-jung đã phát huy tối đa vai trò của hậu vệ Jordi Amat làm ngòi nổ cho những đợt tấn công, nhưng rất nhiều các pha lên bóng của chân sút này không được các tiền đạo tận dụng. Không hiếm lần các cầu thủ Indo đã áp sát khu vực vòng cấm địa của Việt Nam, chân trù đưa ra quyết định. Dứt điểm yếu kém có thể khiến cho các cầu thủ Indo phải trả giá. Tại sân vận động Mỹ Đình, Malaysia và Myanmar thì đều hòa với tỷ số 3-0. Tại chính sân vận động này, ngược lại Indo đang lo sợ khi mà vào các trận đấu rồi thì họ luyến tiếc như là Wilson tận dụng cơ hội ngàn vàng trước Thái Lan để có thể giành ngôi nhất bảng A đối đầu với Malaysia bán kết AFF Cup 2010 dễ dàng hơn. Hoặc nếu một trong hai lần sút hiệu quả dẫn tới bàn thắng ở trận lượt đi bán kết AFF Cup thì họ chắc chắn có vốn quý ở trận bán kết lượt về với Việt Nam. Không thể ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam không chỉ là trở ngại mà còn có thể khiến cho Indo bị loại ở sân Mỹ Đình vào tối ngày hôm nay.